Hát hóa, buồn nông, phi sản văn, hệ thống vi khôi hài, bày nát, hàng ngày, chú ý, văn này là nghẹn khuất văn, rất áp lực, sẽ làm ngươi hồng ôn ăn không ngon năng lực chịu đựng không mạnh, đối với tạ đặc không có hứng thú liền không cần xem. À đương nhiên ngươi xem ta sẽ thật cao hứng hắc hắc, Bạch Linh làm một cái hiện đại linh hồn, xuyên qua đi tới mảnh này huyết tinh tàn bạo tu tiên thế giới, ở chỗ này không có thiện lương, không có thương hại, thực lực tối thượng, đăng tiên độc tôn. Chỉ bất quá, cho dù bạch linh xuyên qua mà đến một thân thần trang treo ngoài vẫn là trốn không thoát bị hành hạ đến chết thành cặn bã vận mệnh rốt cục tại một ngày này bạch linh lại một lần bị chí thân chi nhân một kiếm giết chết sau hắn bày nát cúc toàn bộ cúc hết cho ta nếu ta lại quản sống chết của các ngươi ta chính là chó không phải đều thích đi theo nhân vật chính sao một đám bạch nhãn lan nuôi không quen toàn bộ cúc cho tôi chẳng qua khi Bạch Linh trốn tránh hết thảy này trăm năm qua đi, bỗng nhiên quay đầu, phát hiện mình đã từng đệ tử cương nhiên toàn bộ điên ma. Bạch Linh Không phải Tôi bị hắc hóa thì liên quan gì đến các người? Quyển sách này tiết tấu rất chậm, giai đoạn đầu nhân vật chính bởi vì tâm cảnh chuyển biến cần rất nhiều thời gian, đến trung kỳ mới có thể bắt đầu triệt để chuyển biến hắc hóa. Chương 1 Vô địch thiên tài, hạnh phúc sinh hoạt bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 2 Đức ruột chi ức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 3 Khả khả ái ái hệ thống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 4 Trốn tránh bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Ân đoạn nghĩa tuyệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Đi xa thế gian Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Vu nữ chi linh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 8 Vu nữ tên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Ta đi chi đạo, đều là chính đạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Vu nữ mời Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét